Thời gian qua, một số nhà thầu coi công tác bảo đảm an toàn giao thông chỉ là thứ yếu, thi công ẩu làm tăng tai nạn. Đó là khẳng định được các cơ quan chức năng đưa ra khi phân tích về nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thương tâm trên các cung đường đang có công trình giao thông sửa chữa hoặc nâng cấp. Phản ánh tại một tuyến đường đang thi công tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã và đang đầu tư nhiều tuyến giao thông liên tỉnh, liên xã, tạo sự thuận lợi cho người dân giao thương đi lại. Tuy nhiên, một số đơn vị thi công tập kết vật liệu lấn chiếm lòng lề đường, đào khuôn đường, tạo các hố sâu nguy hiểm, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông như thiếu biển cảnh báo, không đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm, rào chắn bố trí không đầy đủ, không người cảnh giới hướng dẫn giao thông vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi khi thi công công trình, đã tạo thành những cái bẫy đối với người tham gia giao thông. Hiện tại thì khu vực của chúng tôi đang đi rất mất là an toàn, đào hố sâu để chuẩn bị làm cống mà lại không có biển báo, không có rào chắn, đi trời tối ấy, rất là nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Mưa mấy hôm trước thì rất là nguy hiểm. Tôi phải tham gia giao thông đi trên đường phải dò dò từng bước một. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình thi công đường giao thông từ trước đến nay vẫn đã được tính toán phê duyệt trong dự toán xây dựng. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc mà đơn vị thi công phải thực hiện. Trong khi đó, chủ đầu tư cũng như cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm chỉ đạo kiểm tra và xử lý. Chính vì vậy, cũng đã có không ít những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra do lỗi tắc trách của nhà thầu không đảm bảo tốt quy định về an toàn giao thông trong thi công.